Một phần cao tốc I-95 ở thành phố Philadelphia, tuyến đường quan trọng của Mỹ, đã bị sập vào ngày 12 tháng 6. Giới chức cho biết đường bị hư hại sau khi một xe bồn chở xăng bốc cháy bên dưới cầu vượt. Không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận cho đến nay. I-95 là xa lộ liên tiểu bang chính ở bờ đông, chạy từ thành phố Miami đến biên giới Canada với khoảng 160.000 phương tiện qua lại mỗi ngày. Việc xây dựng lại sẽ mất vài tháng, theo thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro. Chúng tôi dự kiến sẽ mất khoảng vài tháng và chúng tôi sẽ đưa ra mốc thời gian cụ thể sau khi các kỹ sư và Sở Giao thông Vận tải Pennsylvania hoàn thành việc kiểm tra. Để đẩy nhanh quá trình này và cắt bỏ thủ tục hành chính, trong sáng mai, tôi ban bố tình trạng thảm họa nhằm cho phép chính quyền bang ngay lập tức sử dụng ngân sách liên bang và nhanh chóng tiến hành sửa chữa, tái thiết con đường này. Các quan chức cho biết cầu vượt đi về phía nam liền kề cũng bị đóng lại do đám cháy khiến cấu trúc trở nên không ổn định. Ông Shapiro nói thêm rằng, mặc dù có dấu hiệu cho thấy một lượng xăng có thể đã tràn ra sông Delaware gần đó, phao chống tràn dầu đã nhanh chóng được đưa xuống để ngăn chặn xăng lan ra. Ông nhấn mạnh không có nguy cơ ô nhiễm nước uống. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông báo về vụ việc và Nhà Trắng được cho là đã đề nghị hỗ trợ. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pete Buttigieg cho biết, việc đóng cửa cầu vượt I-95 sẽ có tác động đáng kể đối với khu vực và thành phố Philadelphia. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,